xin chào tất cả các bạn hiện giờ thì mình đang đi trên cái đoạn đường thành thái nối dài các bạn ơi cái đoạn này thì nói ra tới chỗ lý thường kiệt các bạn thì cái đoạn đường này thì cũng còn mai nhưng mà ít hơn cái đoạn dưới các bạn ở đây thì mai cũng còn ít thôi nhưng mà thấy cái cây cái kiển trái thì rất là nhiều các bạn ở đây mình đặc biệt là mình thấy cái cây bưởi nè các bạn cái bưởi này thì người ta dùng cái cái giống bưởi gì đó bưởi diễn gì đó các bạn ơi người ta ghép cho cái gốc bưởi thường trái rất là xâm xê nè theo mình được biết thì cây bưởi này thì những năm gần đây thì nó có xu hướng là người ta dùng trái người ta ghép lên trên cái một cái thân cây không có trái các bạn cho ra trái nó quá trời sai chịu quả luôn theo mình được biết thì người ta dùng cái cái trái non các bạn người à, ta dùng cái trái non người ta ghép vô cái trực tiếp vô cái cành luôn à, cho ra những cái trái à, sau khi nó dính rồi, rồi nó cho ra những cái trái giống như là ở trong cái thằng nhưng thực tế đó là trái ghép nha các bạn à, thành ra một cái cây á, thì các bạn thấy á, thì nó nếu mà có trái cũng được dài trái thôi <laughs> còn cái này thì các bạn thấy nó rất là sai trái rồi một cái bưởi trái đầy hết trơn luôn thì cái cách làm này thì theo mình biết thì cũng rất là công phu nha các bạn rất là khó làm á cái tỷ lệ thành công mà ghép trái thì nó không có cao đâu đó mình chỉ biết vậy thôi chứ mình cũng chưa từng làm bạn ơi trái rất là nhiều ha thì đây mình thấy có kể cả cái cây cây hạnh luôn các bạn cây hạnh mà trong miền Nam mình gọi hạnh tắt vậy đó còn ở ngoài miền Bắc thì người ta kêu bằng cây quất các bạn trái rất là nhiều ở đây mình thấy cũng có những cây mai người ta làm người ta phối đá nữa các bạn lên trên một cái mâm thì các cái cây mai này nó cũng lớn nha các bạn nhưng mà khi đưa lên cái mâm người ta phối đá vô thì à, có chút xíu đất thôi Nhưng mà nó cũng rất là tốt à, Người dân ta làm rất là hay ha Này cũng ở đâu chắc có miền Tây trở lên đây các bạn ơi Trái cây quá trời luôn ha Những cái cây những cây bưởi người ta ghép rất là hay ở đây mình thấy có hoa dạng thọ nữa các bạn hoa cúc nữa có những gốc bưởi nhỏ nhỏ mà người ta ghép trái không hả các bạn ở đây mình thấy có cũng có một cây mai lớn nè cái mai này thì hoành nó chắc cũng cỡ 70 rồi các bạn ơi 6 70 vậy đó Nói chung cây này cũng lớn đó các bạn nhưng mà bông thì không có sai lắm ở đây mình thấy có cái lạ là độc lạ nè các bạn cái cây mai mà để trên một chiếc thuyền đó các bạn ơi À chiếc thuyền người ta ý nghĩ là thuyền thuyền buồm thuận buồm xu gió đó các bạn. À, may mắn và thuận buồm xu gió các bạn ơi. À, ý tưởng này cũng rất là hay ha. Thì mai nằm trên một chiếc thuyền. À, tượng trưng cho thuận buồm xu gió các bạn. May mắn và thuận buồm xu gió ha, cũng hay. À thì video mình đến đây cũng kết thúc rồi. Thì nhân dịp dịp xuân mới thì mình cũng xin kính chúc tất cả các bạn À, một năm mới thật là an khang thịnh vượng dồi à, dào sức khỏe và đặc biệt là thành công trong mọi công việc ha rồi xin chào